Kính chào quý vị và các đồng chí, mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục An ninh Quảng Bình với những nội dung chính sau: phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an trong tỉnh, phóng sự chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức họp ban chỉ đạo kế hoạch tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Thực hiện kế hoạch số 316 và điện mật số 21 của Bộ Công an về tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, Công an tỉnh Quảng Bình đã sớm ban hành kế hoạch số 42 và quyết định số 185 thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai nghiêm túc. Các cán bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể, phù hợp với mỗi nội dung công việc, địa bàn hoạt động. Qua thực hiện, hầu hết cán bộ chiến sĩ được bố trí về địa bàn đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm trong việc nắm, quán xuyến tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, giải quyết những vấn đề nổi lên. Chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác chiến đấu cho thấy, để phát huy được hiệu lực, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo cho lực lượng công an cấp huyện, công an phường thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở, thì cần có một số sửa đổi bổ sung. Bên cạnh đó, cần nâng cao thiết bị cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt hơn nữa công việc của cán bộ chiến sĩ công an cấp huyện, công an phường, nhất là lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã, cán bộ trinh sát an ninh, cảnh sát phụ trách địa bàn thuộc công an cấp huyện. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, đại diện chỉ huy các đơn vị liên quan, khảo sát tình hình an sinh xã hội tại xã Trồng Hóa, huyện Minh Hóa và trao tặng mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Phụ nữ Công an huyện Tuyên Hóa. Qua tìm hiểu và căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, đoàn công tác của Bộ Công an đã hứa nhận giúp đỡ và đồng hành cùng với phụ nữ xã Trồng Hóa trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tạo sinh kế bền vững lâu dài. Đặc biệt giai đoạn 2018-2020, Hội Phụ nữ Bộ Công an sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai 6 nội dung trọng tâm đáp ứng nhu cầu cần thiết trước mắt của xã và hội viên. Đó là hỗ trợ kinh phí cho chị em xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mở lớp đào tạo nghề, sửa chữa mái ấm tình thương, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chị em và bà con dân bản để từng bước nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cũng trong chuyến công tác này, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng cho gia đình hội viên Hà Thị Thu Hương, Công an huyện Tuyên Hóa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này được Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức phát động thường xuyên trong toàn thể cán bộ chiến sĩ và hội viên, với mong muốn sẻ chia những vất vả trong cuộc sống, trao thêm tình yêu thương cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lại Cường Quốc, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 6, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2018, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, thì phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 73B1-14761 do một nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe và tổ chức kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện một túi ni lông bên trong chứa 50 viên màu hồng nghi là ma túy. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai và bàn giao đối tượng, phương tiện cho Công an thành phố Đồng Hới để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lại Cường Quốc khai nhận 50 viên màu hồng cất giấu bên trong túi ni lông là ma túy hồng phiến, đối tượng đã mua từ một người quen biết để sử dụng. Công an huyện Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ xử lý điểm sinh hoạt truyền đạo Đức Chúa Trời Mẹ trái phép trên địa bàn và tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo đối với người dân về loài tà đạo hoạt động trái phép này. Trước đó, vào tối ngày 5 tháng 4 năm 2018, tại nhà riêng của ông Hà Văn Thí, sinh năm 1956, trú ở tiểu khu 5 thị trấn Quảng Hào, huyện Quảng Ninh, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an thị trấn Quảng Hào tổ chức kiểm tra hành chính và lập biên bản đối với 7 đối tượng đang sinh hoạt, truyền đạo Đức Chúa Trời Mẹ trái phép. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, gồm 4 USB, một thẻ nhớ, 4 khăn che phục vụ lễ truyền đạo, 6 quyển Kinh Thánh Cựu Ước, 7 quyển sách không rõ nguồn gốc liên quan đến tôn giáo, 2 quyển sách Đức Chúa Trời Mẹ, 8 bộ tranh ảnh liên quan đến tôn giáo. Quá trình đấu tranh làm rõ, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi hoạt động truyền đạo Đức Chúa Trời Mẹ trái phép. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2017 đến nay, đối tượng Hà Văn Thí liên tục tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái quy định của pháp luật, cụ thể là vào các ngày 12 tháng 8 và mùng 1 tháng 10 năm 2017, tại nhà ông Hà Văn Thí, đối tượng Ngô Văn Ngọc sinh năm 1991, trú ở Hiệp Hòa, Bắc Giang và Trần Thị Nhàn sinh 1991, quê ở xã Thiểu Trung, huyện Thiểu Hóa, Thanh Hóa, tạm trú ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm, thu giữ một số tài liệu có liên quan và yêu cầu viết cam kết từ bỏ tham gia hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian các đối tượng này lại tiếp tục hoạt động trở lại, tìm cách vận động và lôi kéo thêm những người khác ở địa phương lân cận Vĩnh Linh, Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, xã Đức Ninh, Bảo Ninh, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Với sự phức tạp của loại hình tà đạo này, các đối tượng truyền đạo trái phép ngày càng hoạt động tinh vi hơn, nên nhiều khả năng việc trở lại các hoạt động trên địa bàn của các đối tượng này rất dễ xảy ra. Ngoài việc tiếp tục nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, thì bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị lợi dụng, lôi kéo tham gia. Quý vị và các đồng chí thân mến, chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra hơn 11 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Điển hình nhất là vụ cháy tàu đánh cá tại khu âu thuyền ở thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Để chủ động các phương án đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để chấn chỉnh và tăng cường công tác phòng chống cháy nổ ở trên địa bàn. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 43 vụ cháy và từ đầu năm 2018 đến nay xảy ra 11 vụ cháy bao gồm cháy nhà dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, chợ. Hầu hết các vụ cháy xảy ra đều xuất phát từ sự chủ quan lơ là của người dân trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong cuộc sống thường ngày như đốt rác, vàng mã, sử dụng bếp ga, sử dụng điện. Không thể lơ là, đó chính là phương châm phòng ngừa hữu hiệu nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy mà mỗi người dân, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đặc biệt chú trọng. Chính vì vậy, để người dân nâng cao ý thức, chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ, nhất là vào mùa nắng nóng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, thường xuyên cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy, nổ tại cơ sở, doanh nghiệp, khu dân cư, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng ngừa và làm giảm số vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành các đợt huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy, đồng thời kiểm tra, nhắc nhở, phát hiện những thiếu sót để khắc phục kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, quản triệt các điều kiện và biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nhất là ở những địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền việc sử dụng lửa, nguồn nhiệt, điện, xăng dầu, khí đốt, tổ chức cho ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy, góp phần kiềm chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức 62 đợt tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy với hơn 2.000 lượt người tham gia và 10 cuộc thực hiện phương án về công tác phòng cháy chữa cháy. Siêu thị Cốc Mắc Quảng Bình là địa điểm kinh doanh lớn với các mặt hàng dịch vụ tổng hợp, bao gồm văn phòng phẩm, thực phẩm, quần áo, đồ ăn nhanh, khu vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới và các huyện lân cận. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị quan tâm. Trong đó, đơn vị đã chủ động mua sắm, hoàn thiện tối đa các phương tiện chữa cháy hiện đại, đảm bảo hoạt động tốt nếu có cháy xảy ra. Thường xuyên cũng như là định kỳ, chúng tôi tổ chức các công tác kiểm tra, bảo dưỡng các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại đơn vị đảm bảo các hệ thống luôn được hoạt động tốt, ổn định, đủ sức để mà triển khai khi xảy ra sự cố. Ngoài ra thì công tác phối kết hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng luôn được kết hợp chặt chẽ, cũng được sự quan tâm hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Bình, tạo điều kiện về mọi mặt để đơn vị chúng tôi có thể tổ chức các cái công tác huấn luyện cho cán bộ nhân viên cũng như là công tác diễn tập các cái phương án phòng cháy chữa cháy. Năm 2001, sau 40 năm pháp lệnh phòng cháy chữa cháy được ban hành thì luật phòng cháy chữa cháy ra đời. Trong đó quy định rất rõ phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng quy định lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy là tinh thần xuyên suốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ. Ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thì không thể không kể đến những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc dập tắt kịp thời các đám cháy. Vì vậy, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là việc phải làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đang bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi. Nếu người dân lơ là, mất cảnh giác, vì vậy nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân là yếu tố hàng đầu. Trước cái tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong cái thời khắc mà về mùa hè, khi lượng nhiệt gia tăng lớn, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa lớn trong công tác phòng cháy cháy. Chính vì vậy mà lực lượng phòng cháy cháy có những cái khuyến cáo, đề nghị các toàn dân và các cấp, các ngành đều phải thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy. Trong cái việc sử dụng điện là phải đảm bảo các cái điều kiện an toàn, không sử dụng các cái thiết bị điện trong cùng một lúc dễ xảy ra cái tình trạng chạm chập gây cháy nổ. Hiện nay là cái việc mà mọi người ai cũng để mà đảm bảo công tác an ninh trật tự, chống mất cắp, nhưng quên đi cái việc mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì không có lối thoát. Vì vậy, lực lượng phòng cháy khuyến cáo mọi gia đình, cơ quan, đoàn thể cần phải có các cái cửa thoát hiểm khi cần thiết để ra ban công hoặc là lên đến từng mái. Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng tiến hành khảo sát ở các địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, các cơ sở tiềm ẩn cháy nổ để phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng chủ động phương án phòng chống cháy nổ. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành của tổ chức và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng, chủ động xây dựng phương án chữa cháy, đồng thời phối kết hợp với các cơ sở tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện thường trực 24/24, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách kịp thời, hiệu quả nhất, không để xảy ra cháy lớn, góp phần hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản cho các tổ chức, cá nhân. Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và không ngoại trừ một ai. Nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác đối với công tác phòng cháy chữa cháy chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và mọi người. Điều này chỉ thành công nếu có sự đồng thuận và góp sức của toàn xã hội. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.